ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính chào bà con nông dân và những khán giả thân thiết của truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, canh tác cà phê thông minh có lẽ là một cụm từ không còn xa lạ với bà con nông dân trồng cà phê nữa đúng không ạ? Vậy thế nào là canh tác thông minh? Phương thức này có dễ dàng thực hiện hay không? Và hiệu quả mang lại so với canh tác truyền thống có gì khác biệt? Đó là những câu hỏi mà bà con nông dân trồng cà phê vô cùng quan tâm, nhằm giải đáp những thắc mắc của bà con, góp phần tăng tính ứng dụng vào thực tiễn. Đó là lý do ra đời của chương trình canh tác cà phê thông minh được phát sóng trên kênh truyền hình Gia Lai và trên các nền tảng mạng xã hội truyền hình Gia Lai. Chương trình còn có sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền là đơn vị đang trực tiếp thực hiện chương trình canh tác cà phê thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi 5 tỉnh Tây Nguyên với sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên WASI, được thực hiện từ năm 2022. Và sau một khoảng thời gian thực hiện thì kết quả bước đầu đạt được như thế nào thì mời bà con nông dân chúng ta cùng theo dõi chương trình canh tác cà phê thông minh được phát vào lúc 18:45 thứ năm tuần thứ tư hàng tháng trên kênh truyền hình Gia Lai và trên các nền tảng mạng xã hội truyền hình Gia Lai và fanpage công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Mô hình cà phê trồng sen sầu riêng của nông hộ Lương Văn Sức ở thôn 3, xã Gia Nhiên, huyện Chư Bả là một trong ba mô hình được triển khai tại tỉnh Gia Lai thuộc chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên. Chương trình thực hiện thử nghiệm trên quy mô 8 sào cà phê trồng sen với 160 cây sầu riêng. Tham gia mô hình, nông dân được công ty cổ phần phân bón Bình Điền hỗ trợ 100% phân bón NPK mang thương hiệu Đầu Trâu và được các chuyên gia nông nghiệp là thành viên Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của công ty trực tiếp tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Theo chia sẻ của chủ vườn, thì việc thực hiện quy trình canh tác cà phê thông minh, điều đầu tiên là giúp nông dân thay đổi thói quen canh tác, nhất là trong vấn đề bón phân, vừa đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa tiết giảm được chi phí đầu tư. So với lại cái làm truyền thống của tôi làm từ trước rồi đấy thì là nó có cái khác biệt đấy là công ty phân bón Bình Điền thì làm theo gọi là quy trình của công ty nên là cái lượng phân bón thì ít hơn gọi là của chúng tôi bón. Nhưng mà về cái thu hoạch thì nó cũng chưa được thu hoạch của cái cây cà phê. Nhưng mà về cái cây ở trên vườn so với lại cái bên tôi làm thì tôi cảm thấy là nó cũng tương đương như nhau. Nhưng mà về chi phí đầu tư thì tôi thấy là nó thấp hơn, trước mắt là thấy thấp hơn đấy. Thế còn thì sau này thì đến thu hoạch rồi lúc đấy mình mới đánh giá được cái hiệu quả. Ông Sức cho biết, hiện tại gia đình có tổng cộng 4 hectare cà phê, trong đó có cả diện tích trồng sen canh sầu riêng và cả diện tích cà phê trồng thuần. Kết thúc thời gian thử nghiệm, nếu kết quả thành công, ông sẽ nhân rộng mô hình canh tác cà phê thông minh ra những diện tích cà phê còn lại ngoài 8 sào hiện nay đang thử nghiệm, nhằm tối ưu hóa hiệu quả, giá trị kinh tế mang lại trên cùng đơn vị diện tích. Làm mà có hiệu quả thì là chúng tôi sẽ áp dụng làm rộng thôi. Vì bây giờ mình so sánh mà cùng một cái diện tích như nhau, mà một bên đầu tư ít, một bên đầu tư nhiều mà cái kết quả thu được mà cái bên đầu tư ít mà thu bằng với cái đầu tư nhiều thì tất nhiên nông dân phải hạch toán kinh tế. Thì là phải làm theo gọi là cái chỗ đầu tư ít mà bài bản đúng kỹ thuật. Thì là nó sẽ lợi nhuận cái của mình lên. Thời tiết ngày càng diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. Trước thực trạng đó, chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đang thực hiện tại Tây Nguyên được bà con nông dân, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp rất hưởng ứng và đánh giá cao vì được dựa trên các nghiên cứu mang tính khoa học. Chương trình đang thực hiện trên 15 mô hình tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 3 mô hình đại diện cho 3 loại hình, đó là cà phê sen canh sầu riêng, cà phê sen canh hồ tiêu và cà phê trồng thuần. Một trong những mục tiêu chương trình đặt ra là thay đổi một số thói quen canh tác của bà con nông dân theo hướng khoa học thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm lâu năm, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế cũng như vị thế của Việt Nam, quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê. Mỗi năm, mặt hàng nông sản này đem về doanh thu tỷ đô, chiếm 3% GDP của Việt Nam.
Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã được đi tham quan vườn cà phê trồng sen cây sầu riêng của nông hộ Lương Văn Sức ở xã Gia Nhiên, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong ba mô hình thử nghiệm trong chương trình canh tác cà phê thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu của công ty cổ phần phân bón Bình Điền thực hiện. Và xin giới thiệu với bà con nông dân, đứng bên cạnh tôi đây là Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, WASI. Không biết là sau khi đi tham quan vườn của nông hộ Lương Văn Sức thì không biết là Thạc sĩ đã có cảm nhận như thế nào về vườn canh tác này ạ? Chào anh Sức. Thực ra thì mới đi tham quan thì cảm nhận ban đầu thấy là vườn rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Nó thể hiện đầu tiên là khả năng chăm sóc của chủ vườn rất tốt, là một nông dân cần mẫn và áp dụng rất tốt khoa học kỹ thuật. Quay lại về vấn đề về sản xuất nông nghiệp nói chung, cà phê nói riêng và cái chương trình thông minh biến đổi khí hậu, thì thực ra đây là một cái giải pháp hỗn hợp, áp dụng đồng bộ tất cả các giải pháp khoa học kỹ thuật nhưng phải hợp lý trên các diện tích nông nghiệp của mình. Trong đó chủ đạo ở đây là đang nói về cây cà phê. Thực ra đối với sản xuất cà phê thì nó không quá phức tạp, nhưng việc áp dụng đồng bộ và hiệu quả các giải pháp thì không phải là đơn giản. Ví dụ như cái việc khâu chọn giống, chúng ta nên, mặc dù là vườn của chúng ta là vườn đang kinh doanh, nhưng cái việc chọn giống vẫn phải làm, bởi vì cái lượng cây không hiệu quả trên vườn khá nhiều. Ví dụ như là 5-7% là nhiều, không, chúng ta cần phải thay đổi giống hàng năm. Ví dụ như cây mà trái nhỏ thì mà khỏe thì chúng ta có cắt ghép lại để thay giống mới. Những cây mà xấu quá, sinh trưởng kém, bộ rễ hỏng thì chúng ta phải đào đi để trồng dặm. Vì thế chúng ta chọn giống để thay thế những cái vấn đề đó, là yêu cầu là chúng ta nên chọn những cái giống uy tín, những cái cơ sở giống uy tín, hoặc là những nguồn giống mà đảm bảo là được công nhận, ví dụ các cái giống TR của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, hoặc là cây thực sinh TRS1 của các cái giống đấy, thì để chúng ta thay thế. Như thế là chúng ta sẽ được một cái vườn cây đồng đều. Về quản lý dinh dưỡng thì chúng ta nên phân tích đất 2-3 năm, 3-3 năm, chúng ta phân tích đất một lần để chúng ta điều chỉnh cái lượng phân bón chúng ta đưa vào đất. Và trong quá trình bón phân thì chúng ta nên cân đối giữa hữu cơ, phân đa lượng, trung vi lượng, bổ sung. Nếu được thì chúng ta hàng năm chúng ta là 1-2 lần chúng ta phụ dùng phân bón lá vào những cái thời điểm mà ví dụ sau mưa dầm cây không ăn được dinh dưỡng và vì quá thừa nước thì chúng ta phun, hoặc là tại những giai đoạn bị cây bị stress do nắng mưa gì đấy, hoặc là do trái quá nhiều thì chúng ta bổ sung dinh dưỡng qua lá để cho giúp giữ trái và cân bằng lại cái dinh dưỡng trong cây. Rồi chúng ta quản lý cỏ dài thì chúng ta phải giữ làm sao cỏ không nên làm trắng, để cỏ nó cải tạo đất và bảo vệ mặt đất, nhưng mà không để nên đổi quá tốt, nó ảnh hưởng tới cây trồng chính. Đấy. Còn cây trồng sen thì với cái mật độ hiện nay chúng tôi thấy qua cảm nhận thì cái lượng cây sầu riêng chúng ta đã làm khá ổn định rồi, chúng ta đã chăm sóc qua nhiều năm thì lượng nó đã ổn định. Vậy chúng ta cũng nên để ý cái việc là tạo hình cho cây sầu riêng. Mục tiêu là chúng ta giữ năng suất của cây sầu riêng, nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo cái che gió, chắn gió và che bóng cho cây cà phê nữa. Để chúng ta để nó tùm quá, rồng quá thì lúc đó là cây sầu riêng sẽ trở thành cây trồng chính, không còn là cây che bóng cho cây cà phê nữa. Thính Sức, thì trong quá trình mà mình tham gia với cái chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thì anh còn có những cái vấn đề là gì mà anh chưa rõ, anh có thể hỏi chuyên gia đây được giải đáp thắc mắc không ạ? Chúng tôi thấy có dịch bệnh thì chúng tôi đi ra đại lý mua, thì cứ bệnh một đằng rồi thuốc bán một đằng rồi cộng đến 3-4 thứ vào ấy. Quan điểm của chúng tôi là chúng ta cố gắng chăm sóc, đảm bảo đồng bộ các cái giải pháp, đặc biệt là giải pháp dinh dưỡng để cây nó khỏe. Không phải là dinh phân bón nó trị bệnh, mà là cây khỏe, ăn phân các loại dinh dưỡng cân đối hợp lý, rồi cây che bóng hợp lý, tất cả những thứ hợp lý như tôi đã nói thì nó làm cho cây khỏe. Cây khỏe thì một số các cái triệu chứng bệnh hoặc là một số loài côn trùng chích hút không làm ảnh hưởng tới vườn cây, như thế chúng ta không cần phải thuốc nữa. Bên cạnh đó có những thời điểm nó bị dịch, ví dụ dịch sâu hoặc dịch bệnh gì đó thì chúng ta phải sử dụng, lúc đó bắt buộc phải sử dụng thuốc thì chúng ta mới sử dụng thuốc. Vâng, thưa bà con nông dân, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ quay trở lại với phần giải đáp thắc mắc của Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc thông qua một alo canh tác thông minh. Cuối mùa mưa không biết cái thời tiết làm sao mà nó bị quay rụng trái nhiều, xem có cái phương pháp gì quay thế để quay giúp đỡ cho bà con, quay thế là để canh tác để cây cho nó quay thế là nó bền vững và quay quả để cho nó thu nhiều trái. Giai đoạn này thì quả cà phê đã già, có những cái giải pháp để hạn chế rụng, vì đây là giai đoạn cố gắng giữ trái càng nhiều càng tốt và năng suất càng nhiều càng tốt cho để tăng thu nhập cho nông dân. Với giai đoạn này thì về bón phân
chúng ta nên cân đối lượng phân, đặc biệt là lượng kali phải cao. Mục tiêu là hạn chế nó rụng quả, hai là nó tăng cái trọng lượng của nhân cà phê, tức là đây là giai đoạn hình thành chất khô trong quả cà phê, vì thế là nó cần rất nhiều kali. Thứ hai nữa là giai đoạn này do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan mà mưa bão cũng nhiều, có những giai đoạn mưa liên tục kéo dài nên cây cà phê không hút được dinh dưỡng, vì thế chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng qua lá. Nếu gặp thời tiết bất lợi thì chúng ta phun phân bón lá để đảm bảo lượng dinh dưỡng đủ đầy đủ và cân đối cho cây cà phê nuôi quả trong giai đoạn cuối để tránh hiện tượng rụng quả. Một vấn đề nữa là có những giai đoạn là mưa và nắng đan xen thì có thể một số vườn cây sẽ xuất hiện nấm hồng. Vì thế người nông dân cần phải thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sớm để xử lý kịp thời. Nếu trên vườn xuất hiện một vài cành, một vài chùm quả bị nấm hồng, chúng ta có thể cắt và mang ra khỏi vườn để tránh sự lây lan và bùng phát dịch hại trên vườn. Chúng ta không nên có những cái tác động cực đoan làm cho vừa tốn kém và vừa gây hại, như việc phun phòng hoặc là phun thuốc mà chúng ta không biết chính xác bệnh là gì. Chúng ta phun quá nhiều thì vừa gây ra tốn kém, lại vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của cây cà phê, làm quả cà phê rụng thêm. Bên cạnh đó, những cái tác động cơ giới như là cây cà phê đang ra cành tăm chồi và chúng ta vặt quá mạnh, vặt quá nhiều làm rơi rụng quả, đây là giai đoạn này thì điều đó là không cần thiết. Hay là những tác động như là làm bồn, sửa bồn, cuốc hoặc là làm cỏ, chúng ta cũng làm rụng trái rất nhiều. Như là một số người tôi thấy là sửa bồn tưới hoặc là cuốc đào rận ép sân làm cho đứt rễ thì cây sẽ hút dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là cắt cỏ nhưng quất quá mạnh làm những cái cành dễ thấp là rụng lá rồi rụng trái, đây là ảnh hưởng tới năng suất. Nói chung thì giải pháp dinh dưỡng và giải pháp theo dõi vườn cây thường xuyên để có những giải pháp cụ thể là những cái giải pháp mà chúng tôi khuyến cáo cho người nông dân trong giai đoạn hiện nay để giữ quả trên cây và tăng năng suất, tăng trọng lượng nhân và tăng năng suất cho vườn cây vào giai đoạn cuối mùa mưa. Bốn đầu trù và đồng hành của nhà nông. Vâng, thưa bà con nông dân, chương trình canh tác cà phê thông minh đến đây cũng đã hết. Hy vọng rằng thông qua chương trình này, bà con nông dân chúng ta có thể có thêm những kinh nghiệm và có thêm những kiến thức để giúp nhân rộng mô hình canh tác cà phê thông minh trên những vườn khác. Một lần nữa xin được cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân. Cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình.